Sân có 9 mét thì kẻ một cái đường 4 mét rưỡi, chấp 4 mét rưỡi phía sau nhé. Vào vạch 4 mét rưỡi thì đánh lại. Còn phía trên là Cường thua. Này kèo này Cường đéo ăn được không? Đấy, thằng này dẻo, đệm cũng dẻo ấy. Vâng, như vậy là Cường rất đẳng cấp mọi người ạ. Điểm số 1-1. Vẫn ăn bình thường. 2-1. Quá khó. 3-1. Vâng, Cường phát kỳ mà còn khó hơn cả phát nhảy phát luôn các bạn. Điền bóng rất hay. Điểm số bây giờ là 3-1 nghiêng về em Cường nhé. 4-1 rồi. Anh em đánh mỗi set khoảng 50.000. Và sau đó là đi sinh hoạt nước với bia chứ không mang tiền về đâu nhé. Rất tiếc là bóng ra ngoài. 2-6. 4 mét rưỡi là anh chơi đấy. Sáu hai à? Vâng, như vậy quả đấy là Cường thua nhé, vì quả đấy là trên 4,5 mét. Khó quá. Điểm số bây giờ là 3-6 nhé. Quá khó của em Kiên. Một quả đánh bóng rất hay. 4-6. Một triệu bảy cơ. Đắt thế. À, có cái bọc gì à, thế không mình không có bọc chắc là đúng không? Triệu tư thôi. Điểm số lúc này là 7-4, 8-4. Mỗi hiệp loại dám chơi. Anh em là đứt nhị hết đấy. Bảy tám. À, 6-8, 6-8. Quá khó. Quá khó lên. 9-6. Điểm số. Đúng là phải văn ôn võ luyện các bạn ạ. Mình không đánh kỳ bao giờ. Không bao giờ điều được những quả bóng như vậy. Một pha điều bóng rất hay của Bùi Văn Cường. 16. Điều bóng. Bây giờ ngay quả phát này mình cũng không phát bao giờ nên cũng không phát được. Mười một sáu rồi. Xong rồi. Quá khó. Thực sự là quá đẳng cấp. Không có gì ngôn từ nào có thể diễn tả được trong pha bóng vừa rồi. 13-6 rồi. Rất tiếc là pha bóng vừa rồi Bùi Cường đã đánh ra ngoài. 73. Vâng, 14-7. Quá hay của em Kiên. Rất lâu rồi mới thấy em Kiên có một pha đánh bóng hay đến như vậy.
8-14. Ghi con của bạn Nam Học Viện Phan Hiệp, Trinh Chim và cả mình nữa. Vâng, nhưng pha điều bóng rất hay của em Kiên, dường như em Kiên đang lấy lại phong độ. 9-14. Đánh kỳ này thực sự là tra tấn cơ đùi các bạn ạ. Luôn luôn phải sấp trong trọng tâm. 10-14 rồi. Liệu có bất ngờ xảy ra không? Những pha bỏ bóng rất khó của Cường. Thực sự là những pha đó đệm bóng rất là ảo diệu. Bóng chém xoáy và đi vào góc rất hiểm. 15-10. Vâng, như vậy là trận đấu đã kết thúc. 16-10 nghiêng về em Cường.